Xin chào các bạn, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của Học văn chị Hiên. Các bạn biết đấy, trong chương trình ngữ văn lớp 10 trong năm tới đây chúng mình sẽ có rất là nhiều thay đổi. Nếu như trước kia chúng mình học văn bản này, tiếng Việt này và phần làm văn, nhưng đến với chương trình mới thì chúng mình sẽ tích hợp 4 kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Tất cả là chúng mình có 4 kỹ năng đó. Vậy thì làm sao để chúng mình có thể chinh phục được đây? Vậy thì trong video lần này chị sẽ hướng dẫn các bạn chinh phục phần nói và nghe trong bộ sách Cánh Diều nhé. Bài đầu tiên chúng mình sẽ học trong chương trình sách Cánh Diều để chính là thuyết trình về một vấn đề xã hội. Trước khi vào phần video bài giảng thì chúng mình sẽ cùng với chị nhìn tổng quan nhé. Phần đầu tiên các bạn sẽ cùng với chị định hướng. Và trong phần định hướng này chúng mình sẽ nắm bắt lại tinh thần thế nào là nghị luận xã hội, và để thuyết trình được một bài nghị luận xã hội thì chúng ta cần làm như thế nào. Và cái thứ hai thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi thực hành. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thì các bạn chú ý nhìn lên trên slide của chị ở đây. Quay trở lại một chút xíu với phần kiến thức nền thì chúng mình đã được học trong phần trước đó, đấy là phần viết. Các bạn thấy rằng là khi mà chúng mình muốn nghị luận về một vấn đề xã hội thì sẽ bao gồm 3 vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, đấy chính là bàn luận về một tư tưởng đạo lý. Vấn đề thứ hai, đó chính là bàn luận về một hiện tượng xã hội. Thứ ba, đấy chính là bàn luận về một vấn đề xã hội được đưa ra trong các tác phẩm văn học. Vậy thì ngày hôm nay trong phần nói và nghe chúng mình sẽ cùng nhau rèn luyện thuyết trình về một vấn đề xã hội. Và để thuyết trình được một vấn đề xã hội thật là hay thì chúng mình cần đảm bảo cho chị 4 yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên, đấy chính là chúng mình cần phải lựa chọn được vấn đề thuyết trình, đúng không nào? Và cái thứ hai, đấy chính là chúng mình cần phải xác định được thời gian và đối tượng mà chúng mình sẽ nói. Và sau đó thì chúng mình sẽ xác định được cho chị nội dung và hình thức trình bày của bài nói đó. Thứ ba, đấy chính là để có được một bài thuyết trình đầy đủ ý tứ thì chắc chắn chúng ta phải lập dàn ý cho bài đó rồi, đúng không nào? Và kèm theo đó, để bài thuyết trình sinh động hơn, chúng ta không thể nào mà quên đi những cái phần tư liệu này, tranh ảnh này và thậm chí là slide thuyết trình đi kèm. Ok không? Cuối cùng các bạn chú ý cho chị, khi chúng mình thuyết trình, chúng ta cần phải tương tác với người nghe và đặc biệt là kết hợp ngôn ngữ nói với ngôn ngữ cơ thể, đó chính là ánh mắt, đấy là cử chỉ và đó là nụ cười nữa. Các bạn chú ý nhé. Trong phần thực hành các em sẽ có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đấy chính là suy nghĩ của em về vấn đề nhận lỗi và đổ lỗi. Nhìn nhận vấn đề này chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là bàn luận về một hiện tượng trong đời sống xã hội. Vấn đề thứ hai mà các em có đấy chính là làm thế nào để con người vượt lên số phận của chính mình trong cuộc sống. Nhân qua đọc các văn bản trong sách giáo khoa Heraclitus đi tìm quả táo vàng và chiến thắng Marseille. Không cần phải suy nghĩ, chúng ta xác định luôn cho chị ở vấn đề số 2 này, đấy chính là bàn luận về một hiện tượng trong đời sống xã hội thông qua văn bản đã được học. Vậy thì để làm được phần thuyết trình của chúng mình thì đầu tiên các bạn cần phải lựa chọn vấn đề đã. Bây giờ chúng mình lựa chọn vấn đề nào đây? 1 và 2. Vậy thì trong video lần này chị sẽ lựa chọn vấn đề số 2 và sẽ hướng dẫn các em thuyết trình về vấn đề này nhé. Cũng giống như với các em viết một bài nghị luận xã hội, chúng mình sẽ bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Và khi đi thuyết trình thì chúng mình cũng cần phải đảm bảo bố cục của bài thuyết trình cũng có 3 phần. Phần đầu tiên, giới thiệu về vấn đề thuyết trình. Vấn đề số 2, nội dung chính của bài thuyết trình. Và vấn đề cuối cùng, đấy chính là phần kết thúc. Các em sẽ cần thảo luận về cái vấn đề và mong muốn nhận được sự chia sẻ và đóng góp của mọi người khi mà mọi người lắng nghe. Nhưng trong 3 phần này, các bạn chú ý cho chị, phần số 2, đấy chính là nội dung chính của bài thuyết trình sẽ là phần quan trọng nhất. Và trong phần nội dung chính này, để đảm bảo thì các bạn cần phải đi xây dựng, tìm ý và lập dàn ý áp dụng với vấn đề số 2 mà chúng mình cùng nhau lựa chọn ngay ở ban đầu, thì các bạn cần phải đảm bảo cho chị 4 yếu tố nổi bật sau. Thứ nhất, các bạn cần phải giải thích được từ khóa áp dụng vào đề bài, thì các bạn sẽ giải thích vượt lên số phận là gì. Được chưa nào? Vấn đề số 2 mà các bạn cần phải làm nổi bật đấy chính là làm thế nào để con người vượt lên số phận của chính mình trong cuộc sống. À, vậy thì chúng ta lập dàn ý như thế nào đây? À, chị sẽ dạy các bạn cách tư duy nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đặt câu hỏi. Và câu hỏi của chúng mình ở đây chính là làm thế nào để con người vượt lên số phận của chính mình trong cuộc sống. Và bắt đầu chúng mình sẽ đi suy nghĩ. Và khi chúng mình suy nghĩ, chúng mình sẽ để vượt lên số phận chính mình thì con người cần phải tích cực này, cần phải đọc nhiều sách này, cần phải học cách sống cho thực tại nhiều hơn. Vậy chị có thể lướt qua một vài yếu tố như thế thì các bạn hãy cố gắng là dựa vào đó để xây dựng thành cái bài thuyết trình hoàn chỉnh nhá. Yếu tố thứ ba mà các bạn cần phải đảm bảo là lấy được dẫn chứng, chúng mình chứng minh cho những cái điều chúng mình vừa mới nói phía trên là đúng. Và dẫn chứng này thì các bạn cần phải lấy những con người đã từng vượt lên trên số phận, vượt lên số phận của chính cuộc đời mình. Được chưa nào? Vấn đề cuối cùng mà các bạn cần phải đảm bảo cho chị, đấy là phần bình luận. Trong phần bình luận này, các em sẽ mở rộng vấn đề trong đời sống xã hội và liên hệ cả bản thân mình nữa.
Khi chúng mình đã nắm chắc toàn bộ kiến thức, làm sao để có thể thuyết trình được một bài về vấn đề nghị luận xã hội? Vậy thì bây giờ giả định chị sẽ là học sinh và áp dụng vào bài thuyết trình của chúng mình nhé. Trước khi thuyết trình, em xin được gửi lời cảm ơn tới cô và các bạn đã tạo cơ hội để em được đứng ở đây và thuyết trình về một vấn đề xã hội. Và vấn đề mà em lựa chọn đấy chính là làm thế nào để con người có thể vượt lên số phận của chính mình trong cuộc sống. Các bạn có thể theo dõi ở trên bảng ở đây là những bức tranh rất là nhiều màu sắc. Vậy các bạn có suy nghĩ gì? Riêng với bản thân tôi ví cuộc đời giống như bức tranh ấy. Bởi vì chúng ta sẽ có những màu sắc sáng như đỏ là sự may mắn, hồng là sự hạnh phúc, hay màu trắng là của sự tinh khôi. Nhưng trong cuộc sống này cũng có những ngày chỉ toàn màu đen. Cái ngày ấy là khi khó khăn ập tới, là gieo neo ập tới. Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt lên trên số phận, vượt qua những cái ngày khó khăn dung bão đó? Như tất cả chúng ta đều đã biết, vượt lên trên số phận chỉ là sự tự nguyện đối diện với những khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, đối diện với những giây phút đó để tạo ra sự chuyển biến trong chính của cuộc đời mình. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải làm sao đó để vượt qua được số phận của chính mình, vượt qua những dông bão ập đến. Trước khi có câu trả lời thì có lẽ chúng ta cần phải thừa nhận với nhau một điều rằng cuộc sống này có quá nhiều khó khăn. Chúng có thể ập đến bất cứ lúc nào và đánh ngã chúng ta. Vậy thì trước cơn bão lớn chúng ta làm gì đây? Bước qua nó hay chấp nhận gục ngã? Trước khi bạn đưa ra sự lựa chọn, câu trả lời của chính mình, tôi muốn gửi gắm đến các bạn một thông điệp như thế này. Trước khi anh bước ra khỏi cơn bão, anh đã trở thành một người khác, một người đã bước qua cơn bão. Để vượt qua dông bão của cuộc đời mình, thì có lẽ điều đầu tiên trong mỗi chúng ta, đấy chính là có một suy nghĩ tích cực. Bởi vì khi chúng ta có suy nghĩ tích cực, sẽ tôi luyện ý chí, sức mạnh để rồi từ đó đối diện với tất cả những vấn đề có thể xảy đến trong cuộc đời này. Và cái thứ hai, chúng ta cũng cần rèn luyện cho mình thói quen đọc sách. Hãy coi sách là một người bạn đường, thay vì chúng ta cứ sử dụng điện thoại và lướt Facebook, lướt các mạng xã hội khác. Nhưng quan trọng là các bạn ơi, chúng mình cũng phải lựa chọn những cái đầu sách phù hợp, hữu ích để chúng mình đọc. Lựa chọn những câu chuyện về những tấm gương về ý chí nghị lực. Để làm gì? Để tiếp thêm chính sức mạnh của chúng ta, tôi luyện ý chí nghị lực của chính mình. Và để rồi cuối cùng, tất cả chúng ta đều nhận ra một bài học. Không có con đường nào đi tới thành công mà không trải qua gian nan vất vả. Tôi muốn đặt một câu hỏi cho các bạn như thế này. Trong tất cả chúng ta ngồi đây, có ai đã và đang thực sự sống cho hiện tại hay chưa? Các bạn im lặng đồng nghĩa với việc là chúng ta chưa thực sự sống cho hiện tại. Chúng ta biết rằng quá khứ là những điều đã qua và chúng ta không thể làm lại nó. Tương lai là những điều chưa xảy đến, chúng ta cũng chẳng thể nào mà lo lắng cho nó mãi được. Điều duy nhất mà các bạn có thể làm lúc này, đấy chính là sống trọn vẹn từng hơi thở, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Bạn có biết Nick Vujic, một cái tên đã quá quen thuộc đối với chúng ta. Cuộc đời anh khi sinh ra đã không đầy đủ tứ chi. Và để rồi cho những đến năm tháng đầu đời, anh chịu sự chế giễu của mọi người xung quanh. Thậm chí là trường học không nhận anh vào học, đã đẩy anh đến với sự trầm cảm. Để rồi anh nghĩ rằng không còn muốn sống nữa. Đến năm 10 tuổi thì anh đã tự nhấn chìm mình trong bồn tắm để tìm đến với cái chết. Nhưng chính tình yêu của anh dành cho cha mẹ đã khiến anh không làm điều đó. Thế rồi lâu dần, Nick đã nhận ra trên thế giới này còn có quá nhiều người chịu sự bất hạnh, chịu những khiếm khuyết như mình. Và anh tự động viên mình khi anh nghĩ rằng Chúa đã sinh ra anh, sẽ có chuyện dùng đến và không để anh vô dụng mãi. Thời gian cứ thế trôi qua, Nick dần dần sống một cuộc đời như người bình thường đầy đủ tứ chi. Anh chấp nhận vượt lên trên chính số phận của mình, để rồi tốt nghiệp bằng kết trường đại học, trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng. Anh đi khắp mọi nơi, truyền động lực cho mọi người, truyền ý chí, truyền niềm tin cho mọi người, và có lẽ cũng đang truyền niềm tin, ý chí nghị lực cho tôi và các bạn ở đây nữa. Các bạn biết đấy, trong cuộc sống của chúng ta còn nhiều lắm những người như Nick. Họ sinh ra không hoàn hảo, thế nhưng họ vẫn lựa chọn một cuộc đời đầy ý nghĩa. Họ tỏa gương tỏa sắc cho cuộc đời. Ấy thế nhưng cũng đáng buồn, bởi vì trong cuộc sống ngày nay, với những người được sinh ra với cơ thể đầy đủ và lành lặn, nhưng họ lại chấp nhận một cuộc sống tầm gửi, phó mặc số phận của mình cho người khác. Như là chính mình, tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc đời khi cha mẹ đã cho tôi một cơ thể hoàn chỉnh. Và mỗi khi khó khăn ập tới, tôi luôn tự nhủ,
mình đang mang trong mình một cơ thể khỏe mạnh, một trái tim nóng, một khối óc tinh tường. Vậy tại sao phải sợ hãi cho những khó khăn? Vậy tại sao phải chán nản cơ chứ? Và luôn tự nhủ với chính mình, mỗi ngày cố gắng thêm một ít và biết rằng đích đến cũng đã sắp gần rồi. Các bạn ạ, cuộc đời của mỗi chúng ta đều chỉ có một lần và chúng ta chỉ sống duy nhất một lần đó thôi. Hãy sống với tất cả đam mê và cháy bỏng bên trong. Đừng bao giờ để thời gian đánh cắp nó, để rồi đổ lỗi cho số phận rằng mình không làm được gì cả, các bạn nhé. Vậy là bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Rất là mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn. Sau khi mà bạn thuyết trình phía trên thì nhiệm vụ của người nghe là chúng ta ngồi phía dưới sẽ làm như thế nào đây? Ngồi nói chuyện hay bàn bạc những vấn đề xung quanh những cái vấn đề bạn thuyết trình? Không nhá, các bạn không được làm điều đó. Bởi vì trong phần nói và nghe là một phần tích hợp. Thế nên rằng nếu như bạn nói ở phía trên thì các bạn ở dưới phải có thái độ lắng nghe, sử dụng các yếu tố như cử chỉ, nét mặt để làm sao khích lệ người nói phía trên rằng mình đang rất lắng nghe bạn nói đây. Được chưa nào? Đấy là yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý. Yếu tố thứ hai để chính là chúng mình khi đã lắng nghe rồi thì hãy ghi chép, đồng thời ghi chép lại những nội dung chính mà bạn vừa mới trình bày phía trên. Và đồng thời trong quá trình lắng nghe bạn thuyết trình, nếu như có bất cứ câu hỏi nào mà chúng mình muốn đặt ra thì chúng mình cũng sẽ ghi lại ngay, để một chút nữa sau khi bài thuyết trình của bạn kết thúc thì chúng mình sẽ đặt câu hỏi, trao đổi những cái quan điểm của bản thân mình và đóng góp ý kiến cho bài thuyết trình của bạn hay hơn. Trong video lần này thì chị cùng với các bạn đã chinh phục được bài số 1, thuyết trình về một vấn đề xã hội. Chị cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chị trong video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye!